Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với Base Work, phần mềm giúp quản lý công việc và dự án trong doanh nghiệp. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng công việc lặp lại. Công việc lặp lại là một trong những tính năng được người dùng WeWork ưa thích. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tính năng này để quản lý công việc dễ dàng hơn. Công việc lặp lại là các công việc có tính chu kỳ lặp lại. Ví dụ báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tuần, lập báo cáo thuế hàng tháng, lên kế hoạch marketing hàng tháng hoặc là post bài Facebook hàng ngày, vân vân. Công việc lặp lại là các công việc có tính chu kỳ lặp lại. Ví dụ báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tuần, lập báo cáo thuế hàng tháng, lên kế hoạch marketing hàng tháng hoặc là post bài Facebook hàng ngày, vân vân. Cách thiết lập công việc lặp lại rất đơn giản. Bạn chỉ cần vào phần công việc ở menu bên trái, click vào công việc lặp lại, nhấn thêm để bắt đầu. Bạn sẽ điền tên công việc thật rõ ràng, ví dụ như báo cáo hàng ngày. Chọn chu kỳ lặp lại của công việc, bạn có thể chọn hàng tuần hoặc hàng tháng ví dụ bạn muốn công việc này lặp lại từ thứ hai đến thứ sáu tương tự như vậy với hàng tháng bạn có thể chỉnh lại là hàng tháng và nhập những ngày mà bạn muốn công việc sinh ra phía dưới là các trường thông tin quan trọng về công việc nhưng không bắt buộc phải điền ví dụ tên phòng ban và dự án mà công việc này thuộc về bạn có thể lưu công việc này ở phần công việc của tôi đây thì là một không gian làm việc của riêng bạn nếu như bạn đã thiết lập các nhóm công việc thì ở đây nó sẽ hiện ra các nhóm công việc để bạn lựa chọn bạn sẽ tự giao công việc này cho mình hoặc giao công việc này cho người khác kèm theo deadline cụ thể người theo dõi nếu bạn muốn mô tả công việc nếu cần bạn có thể chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của vòng lặp này ở đây mình sẽ bỏ trống ngày kết thúc để trạng thái kích hoạt để công việc được sinh ra ngay khi khởi tạo công việc ngoài ra bạn cũng có thể thêm một số tính năng nâng cao dưới đây nếu cần sau khi tạo xong bạn sẽ click vào tạo mới để công việc được sinh ra như vậy bạn đã tạo được một vòng lặp công việc cho chính bản thân mình trên WeWork. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm một số tính năng nâng cao dưới đây nếu cần. Sau khi tạo xong bạn sẽ click vào tạo mới để công việc được sinh ra. Như vậy bạn đã tạo được một vòng lặp công việc cho chính bản thân mình trên WeWork. Để hiểu rõ hơn về WeWork, bạn có thể chọn Cảm ơn video này bạn đã theo dõi video này. Để tìm hiểu nội dung tiếp theo, tốt bạn sẽ click vào nhìn nút hoàn tháng. thành và tiếp tục.